Đây là hình ảnh trứng của sâu đo trước khi nở, thì trứng có màu đỏ thẫm và sau khi nở thì trứng sẽ có màu trắng như thế này đây. Đây là trứng của sâu đo đã nở, và sâu đo mới nở thì đang gây hại đây. Sâu đo muốn nở thì sẽ có màu vàng nhạt. Đây, sâu đo đang di chuyển ở trên quả vải non này. Đấy, sâu đo gây hại thì sẽ làm cho vỏ quả bị chảy nhựa ra màu đen. Đây là vết hại của sâu đo đây. Chúng ta cần chú ý phòng trừ cái đối tượng là sâu đo ở giai đoạn quả non này. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất là abamectin, emamectin hoặc là quinanfod.